kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu Chuyện Ma Kinh Dị dài tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Nga Tũng. Tập 122, chương 923, Nhiều Hơn Một Người, phần 1. Trương Vô Sanh thở dài. Không sai, ở yêu kỳ đại trận ban nãy, chúng ta nên sớm nghĩ ra. Yêu tinh tuy biết bày trận, nhưng làm sao có thể bố trí tinh diệu đến vậy? Chỉ có pháp sư nhân gian mới có thể làm được. Hiển nhiên là có pháp sư nào đó đứng đằng sau thao túng toàn bộ. Yêu nhân kia có dám hiện thân đánh một trận hay không? Tứ Bảo ngẩng đầu cất giọng nói, âm thanh vang vọng vô cùng lớn. Tiểu Mã cả kinh. Này, có phải là ngươi dùng sư tử hống trong truyền thuyết Phật môn, cái chiêu mà Bao Tô Bà đối phó với Hỏa Vân Tà Thần hay không? Này, thế Bao Tô Bà là ai? Tứ Bảo khó hiểu, xem ra hắn chưa từng xem bộ phim của Châu Tinh Trì. Tứ Bảo cũng tùy tiện kêu lên một tiếng, ý đồ làm cho đối thủ kinh hãi một chút, căn bản là không có mong chờ hồi âm. Tuy nhiên hắn vừa dứt lời thì một âm thanh đột nhiên vang lên. Tùy duyên phân xuất Trần Lâm, tự thủy như vân nhất phiến tâm, tâm tự bạch vân thường tự tại, ý như lưu thủy hướng đông tây. Âm thanh vang vọng nhàn nhã, tựa hồ như xuất phát từ miệng của một người thanh tu đạo sĩ. Đây là một bài thơ kinh điển trong đạo giáo, đương nhiên là hòa thượng này sẽ không bao giờ niệm cái này cả. Âm thanh này từ bốn phương tám hướng truyền đến, không thể xác định được là từ đâu. Diệp Thiếu Dương mở ra thiên nhãn, nhìn quanh trái phải, bỗng nhiên trông thấy một đạo thân ảnh từ nơi nào đó xuất hiện trong rừng cây, tung mình vọt lên đuổi theo. Tốc độ cực nhanh, không thua kém bất kỳ lệ quỷ đại yêu am hiểu bỏ trốn. Trước mắt đã xuyên qua rừng cây, khoảng cách với thân ảnh càng lúc càng gần. Diệp Thiếu Dương đã qua thiên nhãn nhìn thấu, thân ảnh kia đầu đội mũ vải, mặc đạo bào, một tay nắm chuông đồng, một tay cầm đào mộc kiếm. Diệp Thiên Sư, quá nhân lợi hại, có chút phong thái của sư phụ ngươi. Diệp Thiếu Dương ngẩn người, cương khí gián đoạn, rốt cuộc chậm lại một bước. Đạo sĩ khẽ rung chuông, một tay thu hồi mộc kiếm, tung ra một xấp tiền giấy hình người. Sau khi rơi xuống lập tức biến thành từng con người giấy, lượn lờ lao về phía Diệp Thiếu Dương. Người giấy đương nhiên không phải là đối thủ của Diệp Thiếu Dương, hắn vung câu hồn tác, chỉ dùng 3 phần sức lực đã đánh nát đám người giấy, xông lên phía trước, chẳng thấy bóng dáng của đạo sĩ kia đâu. Diệp Thiếu Dương có biết đuổi theo cũng vô dụng, ngược lại dễ dàng bị đưa vào bẫy, cho nên quay về giúp mọi người giải quyết đám khô lâu. Vất vả lắm mới chạm sát hết 3 đợt khô lâu tấn công. Bên giới pháp thuật cũng có mấy người bị thương, may là được cứu chữa kịp thời, nếu không nhất thời bị sát khí công tâm. Đánh nhau liên tục mấy trận, mọi người đã mệt mỏi, tuy nhiên vẫn không dám thả lỏng. Cả đám nhìn ra bên ngoài, sợ vẫn còn có nhân du khô lâu hay cái thứ gì khác tấn công. Một tiếng hét chói tai từ giữa đoàn người phát ra, một người xoay người lại, dùng đèn pin chiếu qua, chỉ thấy một pháp sư đang nằm dài trên mặt đất, làn da nhanh chóng thối rữa. Trước mắt bao nhiêu người, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đám nước đen. Chưa đầy một phút, chỉ còn trơ lại không xương, đến quần áo cũng bị ăn mòn hết, chỉ lưu lại một miếng thẻ bài. Diệp Thiếu Dương yên lặng nhặt lên. Thảm cảnh như vậy làm cho mọi người không khỏi chấn động. Sau một hồi lâu, Trương Vô Sanh cất tiếng. Các người có thấy kẻ sát nhân đó đến từ hướng nào không?
mọi người lắc đầu. Bọn họ đều chú ý đến việc xảy ra ở xa, đâu ngờ lại có người bị giết ở gần. Đến khi nghe tiếng hét thảm thiết, quay đầu lại thì pháp sư kia đã bắt đầu thối rữa, thậm chí là đã chết mà không biết là ai làm. Kinh hồn linh trên hồng tuyến không kêu, kẻ giết người không phải là từ bên ngoài mà ngay trong số chúng ta. Một lão ni cô lạnh lùng nói, bà ta chính là trưởng môn của Phổ Đà Sơn Định Trần Sư Thái, bởi thần thông quảng đại cho nên có danh hiệu gọi là Đại Hoang Thần Ni. Ni cô nói lời thận trọng cho nên suốt dọc đường không hề lên tiếng. Hiện giờ tình huống khẩn cấp, không thể không mở miệng. Mọi người vừa nghe thì khiếp sợ không thôi. Trương Vô Sanh cũng nói, không sai, quả nhiên hung thủ nằm trong số chúng ta. Mọi người lập tức đưa mắt nhìn nhau, có người còn lôi cả bát quái bàn ra phân định kim vị, nhưng cũng không thể lần ra manh mối. Không hề có quỷ yêu thi linh, một đệ tử núi võ đang nói, chẳng lẽ đã hóa thân thành người trà trộn trong đám chúng ta. Một câu nói này khiến cho mọi người rơi vào khủng hoảng, ánh mắt tự động chuyển lên người đứng ngay bên cạnh mình đầy nghi ngờ. Cái này thì dễ, cứ đếm xem có bao nhiêu người, khẳng chẳng phải là rõ sao. Có một người kiến nghị, vì thế có người hỏi tổng cộng nhân số là bao nhiêu. Kết quả cũng không ai biết là cái đám của bọn họ có bao nhiêu. Đúng lúc này âm phong từ bốn phía nổi lên, lại có một đám nhân du khô lâu đăng bay tới. Lần này không chỉ riêng bọn chúng mà còn có cả mấy chục con anh nhi thi sát, lệ quỷ và đám yêu tinh còn sót lại trong yêu trận trước đó. Thiềm thử tinh đã chết, thanh đằng tinh vẫn còn, dẫn theo một đám hồ tinh cùng trồn tinh tấn công qua bên này. Trong lúc nhất thời âm phong gào thét, thi hống yêu minh, quỷ khóc sói gào, cảnh tượng hỗn loạn cực điểm. Không tốt, bọn chúng muốn trong giáp ngoài công. Trương Vô Sanh hét to, mọi người vừa nghe thì lập tức minh bạch dụng tâm hiểm ác của đối phương. Nếu chỉ có nguy hiểm từ bên ngoài, tất cả cùng đồng tâm hợp lực, với thực lực của mấy tông sư đại môn phái cùng với Diệp Thiếu Dương, xem ra cũng có thể đánh một trận. Nhưng trước mắt trong đội ngũ đang có ít nhất là một tên đang ẩn núp. Nếu như vậy sẽ không ai dám toàn lực tiến công, bởi còn cảnh giác người đứng ngay sau lưng mình. Trước khi mọi chuyện rõ ràng, ai cũng đều là kẻ tình nghi. Trong lúc nguy cơ, Nhụy Lễ Ngọc lớn tiếng, các môn phái lấy hết pháp khí của mình ra trấn trụ bát phương lục hợp, tiếp theo xin mấy đại tông sư làm phép chống đỡ một hồi để bọn ta tìm ra kẻ lẩn trốn trong đội ngũ rồi tiếp tục giết địch. Muốn chống giặc ngoài, trước tiên phải an nội. Chỉ khi nào giải trừ được mối uy hiếp từ trong, mọi người mới có thể đoàn kết nhất trí đối địch. Đành phải như vậy. Trương Vô Sanh là người đầu tiên đồng ý, lấy ra trấn sơn chi bảo của Long Hồ Sơn, cửu nguyên thần thước ra, cắm hướng chính bắc. Tiếp theo, Đại Hoang Thần Ni cũng đem ra chí bảo của Phổ Đà Sơn là Ngọc Tịnh Bình, đặt ở hướng tây. Trưởng môn Cửu Hoa Sơn Thích Tín Vô đem Cửu Long Thần Hỏa Cháo để ở hướng đông. Thủ tịch đệ tử Nga Mi Chu Nhược Kỳ đem Thiên Âm Kim Trung đặt ở chính nam. Thủ tịch đệ tử Lạc Già Sơn Chu Phát Dương cắm Kim Phổ Phiến ở hướng tây bắc. Thủ tịch đệ tử Thanh Thành Sơn Hồ Trung cắm Ngũ Hành Hoa Cái hướng tây nam. Thủ tịch đệ tử Võ Đăng Sơn Trương Đức Hùng cắm Tiêu Giao Pháp Phiến hướng đông nam. Hai huynh muội đến từ Võ Di Sơn, Trương Soái và Trương Lực đặt Thiên Huyền Linh Lung Tháp ở hướng đông bắc. Diệp Thiếu Dương căn bản không biết mấy món pháp bảo này, cứ đừng nói tên tuổi cũng như sư môn của bọn họ. May bên cạnh còn có lão Quách đã từng giao dịch với mấy người này, hơn nữa còn cố tình ghi lại thông tin cá nhân của từng người. Mỗi lúc ai đó lấy ra bảo vật, lão Quách đều nói lại cho đám Diệp Thiếu Dương nghe một lần. Còn mẹ nó, Quách sư huynh thật không phải là người mà. Diệp Thiếu Dương nhìn lão Quách bái phục sát đất. Ấy, người làm ăn, người nào cũng phải luyện cái này. Lần sau nếu gặp lại, có thể nói ra thông tin của đối phương thì cho người ta cảm giác thân thiết, buôn bán cũng lợi nhuận hơn. Lão Quách đắc ý cười. Bốn phương tám hướng đều đặt pháp khí, những người còn lại sợ không đủ, ồn ào mang bảo vật của mình lên. Chỉ có nhóm Diệp Thiếu Dương vẫn khoanh tay đứng một bên mà lặng thinh nhìn. Một tên đệ tử có chút bất mãn. Tại sao các người cứ đứng im ở đó? Đã đủ rồi, còn cần bọn ta tham dự nữa à? Diệp Thiếu Dương rào biện. Đây không phải là đại hội khai quang, bọn ta phải lưu lại pháp khí để đối phó nội gian chứ.
Chương 924, nhiều hơn một người, phần 2. Tuy là trong lúc gấp gáp không thể bố trí trận pháp kết nối pháp khí với nhau, tuy nhiên khiến linh lực khó có thể hoàn toàn phát huy, nhưng rốt cuộc vật nào cũng vốn là chí bảo của giới pháp thuật, lại được mấy đại tông sư đích thân làm phép điều khiển, bao nhiêu pháp khí trong chớp mắt sáng rực hình thành một kết giới chắc chắn ngăn cản hết thảy quỷ yêu thi linh. Một bóng người màu vàng xuất hiện trong đám mây cách đó không xa, hai tay huy động, mây đen tách ra, một tay cầm lục lạc không ngừng rung lắc. Đám quỷ yêu thi linh đang di chuyển loạn ở bên ngoài kết giới như là ruồi không đầu, vừa nghe tiếng chuông lập tức trở nên ổn định, bắt đầu công kích theo một tiết tấu nào đó, vòng quanh kết giới từng vòng tìm được điểm yếu trên kết giới mà điên cuồng tấn công. Diệp Thiếu Dương nhìn vào đạo nhân áo vàng kia, thấy hắn dĩ nhiên có thể dùng tiếng chuông điều khiển quỷ yêu thi linh nhiều như vậy, thực lực quả là thâm sâu khó lường. Kết giới này chỉ có thể chống đỡ được một lúc, các người mau tìm ra kẻ ẩn núp đi. Trương Vô Sanh quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, mấy đại tông sư đều đang làm phép, chỉ còn mỗi Diệp Thiếu Dương pháp lực cao nhất. Trương Vô Sanh đương nhiên là gửi hy vọng lên người của hắn. Diệp Thiếu Dương biết ý của ông ta, bất đắc dĩ gãi đầu, quan trọng hiện giờ không biết tổng cộng có bao nhiêu người. Đang trong lúc khó xử, Nhuế Lãnh Ngọc nói: "Chúng ta có tổng cộng 35 người, lúc mới tiến vào đây ta đã đếm qua rồi." Diệp Thiếu Dương kinh ngạc: "Cô đếm người để làm gì?" "Chỉ là đếm một chút cho yên tâm." Nhuế Lãnh Ngọc nói: "Ngươi không cần nghi ngờ, ta nói không có sai đâu." "Đã biết tổng số người, vậy sẽ dễ dàng hơn." Diệp Thiếu Dương bảo mỗi môn phái kiểm tra lại số người của mình, hoặc là cùng nhau đếm thống kê một lần, xem có nhiều ra người nào hay không. Còn số cuối cùng 32 người. "Không đúng." Diệp Thiếu Dương gãi đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc: "Vừa rồi tổng cộng chết 4 người, 35 trừ 4 phải còn 31 mới đúng. Có phải cô có nhớ nhầm hay không?" "Không, chắc chắn là đúng mà." Nhuế Lãnh Ngọc cúi đầu suy nghĩ một hồi, lắc đầu xác thực: "Ta có cách." Ngô Hiểu Tầm nói: "Mặc dù chúng ta không quen nhau, nhưng cũng có thể nhận mặt, giúp nhau nhận diện, phân biệt, nhất định là không thành vấn đề. Xong thì đứng sang một bên, còn lại hai người giống nhau hoặc không ai quen biết, đương nhiên chính là kẻ ẩn núp." Mọi người vừa nghe, biện pháp này không tồi, vì vậy cùng nhau phân biệt, rốt cuộc những người cùng môn phái hay có quan hệ thân thuộc, chỉ cần hai người đứng ra làm chứng là có thể chứng minh người đó không có vấn đề. Rất nhanh đã cho ra kết quả, tất cả mọi người đều không có hiểm nghi. Tất cả đều trợn tròn mắt. Có người đề nghị dùng thí oán phù kiểm tra, nhưng bị Diệp Thiếu Dương xua tay: "Kẻ này có thể trà trộn thành công ngay trước mắt chúng ta, tu vi tuyệt đối cao cường. Nếu chỉ dùng một lá thí oán phù có thể thử ra thật giả thì đơn giản quá. Nếu là ngày thường có thể làm theo trình tự, nhưng thời khắc này dưới sự chỉ huy của Hoàng Y đạo nhân, vô số quỷ yêu thi linh đang không ngừng điên cuồng tấn công vào kết giới. Kết giới cùng lắm cũng chỉ có thể chống đỡ không được bao lâu. Với thực lực của bọn họ, tuy không sợ bọn chúng, nhưng kẻ ẩn nấp vẫn ở bên người. Dù trước mắt chưa có động tĩnh, chính là mầm mống đại họa, cần phải tìm ra. Nhưng không ai có thể nghĩ ra được chuyện gì đang xảy ra. Nhân số không nhiều, hơn nữa ai nấy đều có người chứng minh thân phận, sao kẻ trà trộn có thể làm được? Đột nhiên trong đầu của Diệp Thiếu Dương nảy ra một ý tưởng, nhìn mọi người nói: "Trong số 4 người chết ban nãy, có 3 thi thể đã xác định được thân phận, còn lại duy nhất một người cuối cùng. Thời điểm ta nhìn thấy thì khuôn mặt đã bị thối rữa, các người có biết hắn là ai không?" Mọi người đồng loạt lắc đầu. Lúc bấy giờ bọn họ đều đứng hướng mặt ra ngoài, tập trung ở đằng xa, cũng giống như Diệp Thiếu Dương. Đến khi nhìn lại, da mặt người kia đã thối nát, không cách nào phân biệt được. Trong lúc nhất thời nghi hoặc nhìn Diệp Thiếu Dương, không biết vì sao hắn lại nhắc đến chuyện này. Diệp Thiếu Dương cười cười nói: "Nếu không người nào biết hắn là ai, chứng tỏ kẻ ẩn nấp sau khi giết người đã biến thành bộ dáng người chết ngụy trang cho hắn. Cho nên tuy nhân số không nhiều, các người dễ dàng nhận ra nhau, nhưng cũng không thể phát hiện trong đội ngũ thiếu ai." Mọi người phân tích một chút, đích thực là còn khả năng này. Ngô Gia Vĩ thở dài: "Nói vậy kẻ ẩn nấp kia đã cố tình làm thi thể thối rữa, khiến cho không ai xác định được thân phận. Như vậy hắn có thể biến thành người chết mà không bị ai phát hiện." Ngô Gia Vĩ ngẩng đầu nhìn lướt xung quanh, trầm giọng: "Như vậy thì ai cũng có khả năng." Tất cả vừa nghe một lượt, lần nữa nhìn nhau, trên mặt cả đám đều mang theo hoài nghi. Vòng thêm một lượt quay đầu lại, thấy ai cũng có khả năng, mọi người bắt đầu nghi ngờ cả sư huynh đệ của mình.
cũng như là hảo bằng hữu của mình. Lúc trước ngươi trốn ở đâu nửa ngày, có phải là ngươi không vậy? Một pháp sư nhìn người bên cạnh nói. Đừng có nói bậy, ta thấy sắc mặt của ngươi không đúng, tám phần là có vấn đề. Nhớ Lãnh Ngọc cũng không còn cách nào, lo lắng nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Sự việc đã tới nước này còn rối loạn hơn, nếu không thể làm rõ, sợ là nội bộ sẽ hỗn loạn mất. Cô vừa dứt lời thì Hoàng Y đạo nhân từ xa bật cười ha hả lên. Giả cũng thật, thật cũng giả. Đích thực bần đạo đã an bài một người trong đám các ngươi. Các ngươi có thể làm gì đây? Không bằng đánh nhau một trận, thử pháp lực đối phương, còn hơn là đó mà suy đoán. Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn, đi vào giữa đám đông, xòe tay, trong tay là một vật màu đen bóng. Cái này là do vị pháp sư đã chết lúc trước để lại, các vị qua đây xem là thứ gì. Mọi người lập tức tiến lên quan sát. Đây là thẻ bài của Thanh Thành Sơn ta. Thủ tịch đệ tử Thanh Thành Sơn Hồ Trung giật mình, chớp mắt đã hiểu Diệp Thiếu Dương muốn nói gì. Diệp sư huynh có ý... Người chết toàn thân thối rữa, bao gồm cả quần áo, đương nhiên là do tà thuật nào đó gây ra. Nhưng thẻ bài này chế tạo từ Hoàng Dương Mộc, pháp sư mang trên người coi như là một kiện pháp khí, tà khí không thể xâm nhập, cho nên vẫn còn tồn tại. Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn mọi người một lượt, vì vậy người chết nhất định là đệ tử Thanh Thành Sơn. Nhớ Lãnh Ngọc bổ sung, quỷ yêu có thể biến hình, nhưng pháp khí thì không cách nào làm giả. Dù có bản lĩnh biến ra, chỉ cần kiểm nghiệm một chút là biết. Hồ Trung vừa nghe liền nói, Thanh Thành Sơn lần này ngoài ta ra còn có 3 đệ tử. Lập tức ánh mắt nhìn lên 2 người khác, bản thân cũng rút ra một tấm thẻ bài đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương kẹp giữa 2 ngón, dùng cương khí kiểm tra trong thẻ bài, đích thực ngưng tụ một chút linh lực, liền gật đầu. Ánh mắt chuyển qua 2 người kia, nhắc mọi người lui về phía sau, giữ khoảng cách nhất định với 2 người này. Kẻ giả dạng kia đương nhiên chính là một trong 2 người. 2 người này đều khoảng 20 mấy tuổi, vẻ mặt ngơ ngẩn. Một người đã kịp hồi phục tinh thần, vội đưa ra tấm thẻ bài đang đeo bên hông. Sau khi Diệp Thiếu Dương kiểm tra thì xác định là đồ thật. Trước mặt chỉ còn lại một người. Chương 925, tử thi. Ta... Người này vừa mò vào thắt lưng sờ sờ một hồi, biến sắc kinh sợ. Thẻ bài ở eo của ta, sao không thấy? Mọi người vừa nghe thì lập tức lui về phía sau mấy bước, từng người cầm chắc pháp khí chuẩn bị tiến công. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, nhìn người này nói, thẻ bài của ngươi mất không đúng thời điểm đó. Ngươi tên là gì? Ta tên là Lưu Dương. Lưu Dương nghẹn ngào muốn khóc. Thực sự là ta vẫn luôn đeo bên hông. Ngay lúc ngươi nhắc đến thẻ bài, có người nào đó đẩy ta một cái. Lúc ấy ta không để ý, giờ mới biết là hắn trộm thẻ bài của ta. Nói rồi nhìn sang 2 vị sư huynh đệ. Người có ý gì? Nghĩ là ta ăn trộm sao? Một người nói. Ta với người làm sư huynh đệ bấy lâu, ta là người như thế nào người không biết à? Thực sự Lưu Dương cũng không dám xác định. Được rồi, việc này không thể trì hoãn. 2 sư huynh đệ các người cứ trói hắn lại trước, ta kiểm tra một lượt là biết. Hồ Trung cùng sư đệ kia giữ Lưu Dương. Lưu Dương định phản kháng, kết quả bị 2 người đè chặt. Diệp Thiếu Dương đi qua bên đó lấy ra một đồng đúc mẫu, dùng tơ hồng cuốn quanh tạo thành một cái thiên địa sinh tử khấu, đưa đến gần miệng Lưu Dương. Lưu Dương toát mồ hôi đầm đìa nhưng không phản kháng. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương thay đổi phương hướng, nhấc chân đá vào khớp chân người đang giữ tay trái của Lưu Dương. Người kia tránh không kịp lĩnh chọn một cước, toàn thân lảo đảo ngã về đằng trước. Diệp Thiếu Dương thuận thế nâng cầm hắn lên, nhanh tay nhét thiên địa sinh tử khấu vào mồm, dùng 2 tấm linh phù dán chéo phong bế miệng, mau chóng niệm chú. Người kia toàn thân run rẩy, 2 tay muốn xé linh phù liền bị đánh bật trở lại. Đột nhiên toàn thân ra sức lay động, nhanh chóng xé bỏ da thịt trên người, biến hóa thành hình dạng một nữ tử tóc dài, da rẻ đen thui, toàn thân sưng phù, toát ra từng luồng hắc khí. Nhân mệnh thảo thi, quả nhiên là nó. Mọi người ồ lên, vừa hồi phục lại tinh thần, nhân mệnh thảo thi đã ngửa mặt lên trời, chỉ nghe toạt một tiếng, linh phủ bị đầu lưỡi dài đâm thủng. Tiếp theo, thiên địa sinh tử khấu bị phun ra, nhân mệnh thảo thi không thể chần chừ, lập tức vọt lên, bay về nơi xa.
Phanh một tiếng, trúng ngay giữa lưng nó là Nhuế Lãnh Ngọc đã bắn súng diệt hồn. Súng diệt hồn tuy đã bỏ thêm chu sa và pháp dược, nhưng khi bắn ra cần dùng cương khí kích phát, cho nên chỉ có pháp sư mới có thể sử dụng. Tuy sức mạnh hơn súng chu sa thường gấp nhiều lần, có thể hạ gục quỷ hồn cương thi trong nháy mắt, nhưng không nghĩ tới Nhân Mệnh Thảo Thi bị trúng một phát chỉ lảo đảo, thân thể vẫn tiếp tục phóng ra. Đến Diệp Thiếu Dương cũng không ngờ gia hỏa này lại mạnh đến như vậy, bị nhét thiên địa sinh tử khấu vào miệng còn có thể cư nhiên như vậy mà đảo thoát. Không hổ là Nhân Mệnh Thảo Thi nổi danh. Lập tức Diệp Thiếu Dương rút ra câu hồn tác, đang định xông lên, đột nhiên nghe ong một tiếng, một đạo bạch khí ngăn cản lại đường đi của Nhân Mệnh Thảo Thi. Là một pháp khí hình dáng tự như cái chuông, từ phía sau đuổi tới, ánh lửa lưu động, không ngừng xoay chuyển, muốn thu lại Nhân Mệnh Thảo Thi, là Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Tuy Thích Tín Vô đang làm phép duy trì kết giới, nhưng vẫn luôn chú ý theo dõi tình hình bên này. Thấy Nhân Mệnh Thảo Thi muốn bỏ trốn, vội quăng ra Cửu Long Thần Hỏa Cháo truy kích. Nhân Mệnh Thảo Thi biết không thể dùng lực với pháp khí này, phun ra một đạo hắc khí chống đỡ Cửu Long Thần Hỏa Cháo, còn mình thì tăng nhanh tốc độ chạy về nơi xa. Đúng lúc này một đạo bạch quang từ mặt đất phóng lên, 12 luồng sáng màu khắc khác nhau lấp lánh kỳ diệu, tựa như là 12 cung hoàng đạo liên kết với bạch quang thành một mảnh đánh về phía Nhân Mệnh Thảo Thi. Cửu Thiên Nguyên Thần Thước, chí bảo của Long Hồ Sơn. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn qua, quả nhiên là Trương Vô Sanh đã xuất thủ. Long Hồ Sơn là đạo môn đại tông, pháp khí nhiều nhất, nguyên bản có tứ đại pháp khí bao gồm Ngọc Thanh Phất Trần, Cửu Nguyên Thiên Thần Thước, Bát Quái Lô, Tùng Văn Cổ Định Kiếm. Trong đó Tùng Văn Cổ Định Kiếm cùng Ngọc Thanh Phất Trần đều giao cho Trương Thi Minh. Nào ngờ cái thằng nhóc này vì tiểu bạch mà phản bội sư môn, bỏ đi không rõ tung tích. Ngọc Thanh Phất Trần bị hắn mang theo, còn Tùng Văn Cổ Định Kiếm thành binh khí của Nhuế Lãnh Ngọc. Trương Vô Sanh phải đem theo hai pháp khí còn lại, đến 12 luồng sáng của Cửu Thiên Nguyên Thần Thước đánh thẳng vào trong bụng của Nhân Mệnh Thảo Thi, trực tiếp đánh bay nó ra ngoài. Cửu Long Thần Hỏa Cháo truy theo dần dần buông xuống, mắt thấy Nhân Mệnh Thảo Thi bị pháp khí trùm lên, đột nhiên cô ta có một quyết định vô cùng đáng sợ, hai tay cắm vào bụng dùng sức xé ra, lôi ra một đứa trẻ máu me đầm đìa ném ra đằng xa. Nhân Mệnh Thảo Thi dùng thai phụ để tế luyện, mẫu tử đều biến thành thi sát. Đứa trẻ vừa mới bay ra ngoài, Cửu Long Thần Hỏa Cháo chụp xuống, bao trùm toàn thân mẫu thi của Nhân Mệnh Thảo Thi. A Di Đà Phật, quỷ yêu cũng có tình cảm hiếm thấy, chỉ có điều không thể để tử thi kia trốn thoát. Thích Tín Vô cảm kha thán, sự việc phát sinh bất ngờ, mẫu thi truyền toàn bộ sát khí cho tử thi, bay nhanh như chớp, khiến mọi người định thần trở lại, muốn đuổi theo ngăn cản thì cũng không có kịp. Cũng may. Hoàng Y đạo nhân ở bên kia lạnh lùng cất tiếng, dùng sức lắc chuông, tử thi lập tức bay về phía hắn. Hoàng Y đạo nhân muốn đưa tay đón lấy, cùng lúc này thì một đạo thanh quang xuyên qua mây đen cuồn cuộn bắn thẳng qua bên đó. Hoàng Y đạo nhân sắc mặt biến đổi, vung lên tay áo, ba đạo linh phủ bay ra xếp thành hình tam giác xoay tròn, cố cản lại thanh quang. Nhưng chỉ trong nháy mắt, thanh quang đã phá phủ ấn, khóa trụ tử thi của Nhân Mệnh Thảo Thi, lôi tuột ra xa. Là cao nhân phương nào? Hoàng Y đạo nhân nhìn về hướng thanh quang biến mất, trầm tư suy nghĩ. Giải quyết xong nội gian, mọi người ai nấy thu lại pháp khí, cần bấm quyết thì bấm quyết, cần niệm chú thì niệm chú, yên tâm sát địch. Không bao lâu đã thanh trừ gần hết đám quỷ yêu thi linh. Hoàng Y đạo nhân thấy tình huống trước mắt, lấy ra một đạo linh phù, đang định làm phép, mấy đạo yêu khí từ rừng cây phía sau phóng tới, vội vàng lui về đằng sau. Bốn đạo yêu khí chấn tan vô số hắc khí, tiêu diệt toàn bộ đám quỷ yêu thi linh còn sót lại, hạ dần xuống mặt đất, chính là bốn người Tiểu Thanh, Tiểu Bạch. Lão đại! Quả Cam vừa thấy Diệp Thiếu Dương thì lập tức chạy qua. Sao rồi? Diệp Thiếu Dương vội hỏi. Tuyết Kỳ đưa bọn trẻ đi, hiện giờ 8 phần đã được cứu thoát. Quả Cam nói, bọn ta đang cầm chân hồ mẫu cùng đám lệ quỷ cho đến tận bây giờ. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương đã được buông lỏng, quay sang nhìn bốn người.
từng vẻ mặt mệt mỏi, thân hình mang loang lổ vết máu, rõ ràng vừa trải qua một trận ác đấu. Thế nào rồi? Hồ mẫu rất khó đối phó, bọn ta giết sạch đám lệ quỷ, thấy bên này có động tĩnh cho nên qua đây tiếp ứng. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn yên tâm, bảo bọn họ đi trước dẫn đường chạy về phía huyết trì. Tức chết ta mất, đám trẻ đó dĩ nhiên lại chạy thoát. Bên cạnh huyết trì, Hồ mẫu lớn tiếng gào thét. Tôn Ánh Kiều đứng bên cạnh không dám nói nhiều. Hoàng Y đạo nhân nói: người tính không bằng trời tính, cũng may còn có thể cứu vãn. Cách này lúc trước ta đã nói qua với người. Dứt lời, nhìn sang Hồ mẫu không nói gì thêm. Hồ mẫu trầm ngâm một hồi rồi nói: ta làm hết thảy mọi việc đều là vì yêu vương phục sinh, bảo ta hy sinh bản thân cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều hiện tại thời gian còn sớm, ta sợ bọn chúng xông lên đây thì không ai thủ trận cả. Chương 926 Yêu đạo thần kỳ phần 1. Hoàng Y đạo nhân nghe vậy thì cười cười: cũng không có chuyện gì, hiện giờ ngươi không cần làm nữa. Theo cách của ta mà làm, chúng ta vẫn có thể hành sự. Sau khi tiêu diệt sạch sẽ đám quỷ yêu thi linh, các pháp sư tiếp tục xông lên, chỉ còn một mình Diệp Thiếu Dương lưu lại đằng sau. Dùng cương khí kích phát hồn ấn của Tuyết Kỳ, không nhận được bất kỳ cảm ứng. Không ổn, Tuyết Kỳ đang gặp nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương đứng lại giải thích một lượt với mấy người bên cạnh đang tính ra khu vực phía sau tường vây để tìm kiếm. Lão đại, để ta qua đó cho, có tình huống gì sẽ quay lại báo cho người biết. Qua Qua liền nói: nơi này không thể thiếu người được. Diệp Thiếu Dương đành phải đồng ý, bảo Quả Cam đi cùng với nó. Tuyệt kỳ tu vi không kém, chân thân lại còn là Thiên La Dạ Xoa, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhuế Lãnh Ngọc liếc nhìn Diệp Thiếu Dương, nhíu mày không thôi, nói một câu an ủi. Diệp Thiếu Dương thở dài nói: không chỉ Tuyết Kỳ, Trần Lộ cũng mất tích, đến giờ còn không có tin tức. Ta thật sự là có chút lo lắng. Trần Lộ, không phải là cô ấy đi tìm Đạo Phong sao? Trận chiến phong yêu tối nay, Đạo Phong sẽ xuất hiện chứ? Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, Đạo Phong thật là sẽ tới sao? Trong khoảnh khắc, nghĩ tới luồng thanh quang đã tóm gọn tử thi ban nãy, tử thi hấp thu phần lớn tu vi của mẫu thi, thực lực cường đại. Hơn nữa, cùng Hoàng Y đạo nhân kia còn có niệm lực liên kết giữa chủ nhân với thi phó. Đạo thanh quang này không chỉ có thể phá vỡ niệm lực mà còn vượt xa tu vi cường đại của nhân mệnh thảo thi, trực tiếp đoạt lấy tử thi. Người này phải có pháp lực cường đại đến như thế nào? Đạo Phong có thể làm được hay sao? Hay, thực sự, hy vọng đêm nay có thể gặp lại nhị sư đệ à. Lão Quách đang đứng ở bên cạnh, nghe được cuộc đối thoại, cảm khái nói: mấy năm không gặp, ta thật là muốn gặp anh. Bất quá, ta cũng không có hy vọng anh tới. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động. Lời này nghĩa là thế nào? Lão Quách cười khổ: nếu như Đạo Phong là người, đương nhiên là tốt rồi. Nhưng hắn không còn là người, đệ sẽ phải đối hạt mặt với hắn thế nào đây? Diệp Thiếu Dương ngẩn người. Bắt quỷ vốn là trách nhiệm của thiên sư, nếu như Đạo Phong là quỷ, mình phải chính tay bắt hắn. Một lúc lâu sau mới thầm nói: bất kể hắn là người hay quỷ, đệ cũng phải trói hắn lại, dẫn về gặp sư phụ. Lão Quách mỉm cười không nói gì thêm. Này tiểu Diệp tử, tên đạo sĩ làm phép ban nãy là ai? Bộ dáng trông có vẻ rất là lợi hại à. Tiểu Mã hỏi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu quay nhìn lão Quách. Huynh có thể nhìn ra manh mối nào không? Gia hỏa này biết vẽ phù niệm chú, khẳng định là người của đạo môn, thật ra là đệ tử tà phái nào đó. Lão Quách trầm ngâm giây lát. Thủ pháp sai khiến quỷ thi tà linh của hắn, hình như vu thuật tương tây hoặc là nam dương, ta cũng không biết cụ thể là gì. Bất quá nếu như hắn có thể luyện chế nhân du khô lâu đăng, chứng tỏ tu vi thực sự không thấp, ít nhất cũng phải đến cấp bậc thiên sư. Tứ Bảo chen vào một câu. Chỉ có hắn thì cũng không có đáng sợ, dù hắn có là địa tiên, chúng ta có đến mấy vị tông sư ở đây cũng có thể đánh hắn thành bã ra.
chỉ sợ gia hỏa này đã sớm có chuẩn bị, không biết đã bố trí âm mưu cạm bẫy gì chờ chúng ta. Đương nhiên là như vậy, Diệp Thiếu Dương nói. Hắn cũng không phải ngốc, khẳng định đã chuẩn bị chu toàn, chúng ta phải cẩn thận hơn. Trong lúc nói chuyện, mọi người đi xuyên qua rừng cây. Phía trước là một quảng trường nhỏ, đối diện một cái ao. Chính giữa có một vật trông như giả sơn, bốn bề ngập tràn hơi nước màu máu từ dưới ao bốc lên, không nhìn thấy rõ. Đây là cái gì vậy? Tiểu Mã la lên vươn tay chỉ về phía quảng trường. Mọi người tập trung quan sát, trong huyết trì dựng lên rất nhiều gọc gỗ. Phía trên mỗi cái đều đặt một chiếc hũ có miệng rộng liên kết một vòng, nhìn qua giống như là rào chắn vậy. Từ từ hãy qua đó. Trương Vô Sinh ngăn mọi người lại, tiến lên cầm một cái hũ, bấm ngón tay tính toán. Phương vị của những chiếc hũ này vừa lúc hợp thành âm dương bát quái. Đây thực sự là đạo môn trận pháp. Cháu trai Trương Vô Sinh, trận pháp này là của ta, người dám xông vào. Từ trên giả sơn giữa huyết trì truyền đến một âm thanh già nua. Huyết vân tản ra, một đạo sĩ mặc áo vàng đứng trên đỉnh giả sơn, gầy ốm dơ cả xương, râu dài phất phơ, bên hông đeo một cái hồ lô, nhìn qua dáng vẻ tiên phong đạo cốt, không giống với lại nhân sĩ tà phái một chút nào. Huyết vân bên dưới hắn chuyển động quay cuồng, che khuất giả sơn, chỉ có thể nhìn thấy một bóng hình không rõ hình dáng. Một lực lượng cực kỳ khủng bố từ trong giả sơn tràn ra, tập hợp ở bên trong huyết vân. Các hạ thuộc môn phái nào? Trương Vô Sanh nhìn lão đạo sĩ nghi hoặc nói. Ông thân là trưởng lão Long Hồ Sơn, tông sư đạo môn thiên hạ thì không ai là không biết, dù có thuộc phái tu tà cũng quen biết đại khái, chưa từng nghe nói qua có nhân vật nào lại lợi hại đến như vậy. Lúc này từ phía sau truyền đến tiếng bước chân, mọi người quay đầu là Lăng Vũ Hiên và Liễu Như Như, cả hai đi tới. Trước tiên cúi đầu bái Định Thần Sư Thái. Hai người các ngươi đã làm gì? Định Trần Sư Thái lạnh lùng hỏi. Dạ, chúng còn bận hộ tống đám cô nhi đã giao lại cho cảnh sát. Liễu Như Như nhìn nói, khóe mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Lăng Vũ Hiên sắc lạnh. A-di-đà-phật. Định Trần Sư Thái vẻ mặt hài lòng. Đúng là âm đức vô lượng, các người đã làm rất tốt. Nói nhăng, nói quậy. Tiểu Bạch nói. Đám cô nhi đó rõ ràng là do bọn ta và Tuyết Kỳ cứu thoát, sao lại thành công lao của các người? Diệp Thiếu Dương nhìn cô xua xua tay, trên mặt không chút biểu tình, nhìn Lăng Vũ Hiên hỏi. Tuyết Kỳ đâu? Hắn quan tâm nhất chính là sự an toàn của Tuyết Kỳ. Có công lao hay không có công lao, thật cũng không có thành vấn đề. Liễu Như Như nói. Chúng ta đã cứu đám cô nhi đó cùng cô ta, xong việc cô ta tự rời đi, nói là muốn đưa lũ trẻ xuống núi. Đó là quỷ phó của ngươi, chúng ta làm sao biết được hành tung? Diệp Tiêu Dương nhíu mày, trong lòng cảnh giác. Tuyết Kỳ mất tích có thể sẽ liên quan đến hai cái người này, nhưng mình không có manh mối cũng như chứng cứ. Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, đành âm thầm tự tìm đối sách. Ở bên kia, Hoàng Y đạo nhân đột nhiên than thở. Đạo Phật nhị môn, hiện tại nhân tài suy tàn, tinh anh điêu linh. Ánh mắt lướt qua đám người Nhuế Lãnh Ngọc, Ngô Gia Vĩ, Ngô Hiểu Tầm, dừng lại ở trên mặt của Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên, khẽ gật đầu. Sau đó nhìn qua Thích Tiến Vô và Trương Vô Xanh, hừ một tiếng. Giới pháp thuật điều linh đều là do lão gia hỏa các người dạy dỗ không tốt, chỉ là một đám ăn bám không biết xấu hổ. Khuôn mặt già của Thích Tiến Vô đỏ lên. Đạo trưởng giáo huấn chí phải, giới pháp thuật nhân tài điêu linh đương nhiên là trách nhiệm của mấy giáo sư trưởng bọn ta, chỉ là không biết đạo trưởng đã dạy dỗ được bao nhiêu nhân tài đệ tử. Hoàng Y đạo nhân hừ một tiếng. Bần đạo vân du tứ hải, làm gì có thời gian mà thu đồ đệ. Trên mặt khẽ mỉm cười rồi lại nói tiếp. Thích Tín Vô, tên thật của ngươi là Mã Duy Long.
20 tuổi vào Trung Nam Sơn, đạo hiệu Càn Tôn, sau đó hoàn tục đến Cửu Hoa Sơn làm hòa thượng. Đây là vì sao vậy? Lời vừa nói, mọi người chấn kinh. Thích Tín Vô Thân là trụ trì Cửu Hoa Sơn, là Thái Sơn bắt đầu trong giới pháp thuật, không người nào không biết. Nhưng những gì mà Hoàng Y đạo nhân vừa nói chưa từng ai nghe qua. Cả đám đều quay qua nhìn Thích Tín Vô. Chỉ có Trương Vô Sanh, Định Trần Sư Thái và mấy vị tông sư cao tuổi đưa mắt nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt phức tạp. Chương 927: Yêu đạo thần kỳ, phần 2. Thích Tín Vô cúi đầu, chắp tay trước ngực lặng lặng. Chuyện cũ năm xưa, giới pháp thuật không nhiều người biết, làm sao các hạ lại biết được? Hoàng Y đạo nhân cười khẩy. Ta cũng không để ý chuyện của đám tiểu bối các ngươi, chỉ là ngẫu nhiên biết được, ấy nên cũng chỉ muốn hỏi ngươi một câu: tại sao lại bỏ đạo sang Phật? Thích Tín Vô cúi đầu không nói. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, ông ta bỏ đạo sang Phật đương nhiên là vì cho rằng Phật pháp cao hơn đạo pháp, nhưng thân là nhất đại cao tăng, khẳng định là không thể nói ra mấy lời này, đặc biệt là khi bên cạnh lại có nhiều đạo sĩ như vậy. Trương Vô Sanh hừ lạnh một tiếng. Ông ta bỏ đạo sang Phật đương nhiên là có ý riêng, chuyện này liên quan gì đến người khác? Người không cần ở đây mà dở trò ly gián bọn ta được. Hoàng Y đạo nhân nghe vậy thì cười. Sư phúc đạo nguyên chân nhân của ngươi, căn bệnh kín trên cánh tay phải giờ thế nào? Có phải là mỗi lần trăng tròn đều cảm thấy đau đớn, muốn chết đi sống lại hay không? Đám đệ tử Long Hồ Sơn nghe những lời này thì lập tức kinh hãi, cả đám nhìn Trương Vô Sanh. Long Dương chân nhân vừa thấy vẻ mặt của Trương Vô Sanh liền biết những gì mà Hoàng Y đạo nhân nói là sự thật, lập tức hít sâu một hơi. Chuyện này đến cả mình còn không biết. Rốt cuộc người là người nào? Trương Vô Sanh lạnh lùng hỏi. Hoàng Y đạo nhân nhẹ nhàng đáp xuống, đứng bên trên một cái hũ. Chiếc hũ khẽ lay động nhưng không hề bị trầm xuống. Ta nói rồi, là tổ sư của ngươi. Hoàng Y đạo nhân đảo ngược đảo mộc kiếm, hai ngón kẹp chặt mũi kiếm, một tay để đằng sau lưng, nhìn Trương Vô Sanh cười nói: đệ trưởng bối như ta chỉ giao cho người vài chiêu. Mọi người quay mặt nhìn nhau. Trương Vô Sanh là một trong mấy đại tông sư của đạo môn, pháp thuật tuyệt luân. Gia hỏa này không thèm sử dụng đảo mộc kiếm mà lại còn ngang nhiên đảo ngược thanh đảo mộc kiếm lại. Đảo mộc kiếm do đạo môn tông sư sử dụng đều dựa theo chất gỗ cũng như hoa văn để chế tạo, trên dưới khác nhau. Một khi đảo ngược, cương khí tắc nghẽn, trong lúc làm phép nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành pháp lực. Dùng 3-4 phần pháp lực đi khiêu chiến một đạo môn tông sư đã thành danh 20 năm nay thật sự là một sự sỉ nhục. Cái tên này thật là làm phách mà, ta cũng muốn đấm cho hắn một trận à. Tiểu Mã siết chặt nắm đấm. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu thấp giọng: nếu như ngươi là ông ta, ngươi có lên không? Lên chứ, đánh rụng răng lão ta để hắn không dám khoe khoang con mẹ nó chứ. Diệp Thiếu Dương cười lạnh: cậu là đạo môn tông sư, trưởng môn của một phái, kẻ khác dùng 3-4 phần pháp lực đánh với cậu, cho dù cậu có thắng cũng không có quang vinh gì, còn nếu như đánh thua, danh dự coi như đem quét rác. Chiều này thật là quá độc mà. Tiểu Mã ngây người lẩm bẩm: nó như thế, cậu tin gia hỏa này có thể thắng à? Chưa biết ai ăn được ai. Diệp Thiếu Dương hạ thấp giọng, bất quá hắn biết Trương Vô Sanh là không dám ứng chiến. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, một người từ trong đám đông đi ra, đứng lên trên một cái hũ nói: sư huynh, ta không cần phải đánh với người, để ta tới lãnh giáo một chút. Mọi người nhìn là Long Dương chân nhân.
Nếu như ngươi chỉ cần dùng mộc kiếm, ta sẽ không dùng pháp khí để khi dễ ngươi. Long Dương chân nhân rút ra một cây mộc kiếm. Tùy ngươi. Hoàng Y đạo nhân cười cười, phi thân nhào lên, một kiếm đâm tới. Long Dương chân nhân cũng huy kiếm chặn lại. Hai người đều dùng miệng hũ làm điểm đặt chân, bắt đầu trận đấu. Hoàng Y đạo nhân không dùng phù chú, cũng không có kết ấn, chỉ dùng đạo môn thể thuật đánh như là cao thủ võ lâm, nhảy tới nhảy lui trên mấy cái hũ, vô cùng nhuần nhuyễn nhanh nhẹn, là đạo môn thể thuật chính tông. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương càng thêm nghi hoặc, lão đạo sĩ này cuối cùng có địa vị gì? Thế vậy ai lợi hại hơn ai? Tiểu Mã thấy hai người nhảy tới nhảy lui lui trên mấy cây hũ, dùng kiếm công kích lẫn nhau, nhìn không ra ai yếu hơn. Người đếm 3 tiếng đi. Là ý gì? Đếm 3 tiếng, mọi thứ sẽ kết thúc. Diệp Thiếu Dương vừa nói, đi ra khỏi đám người, chạy như bay qua đó. Vừa đến cạnh bờ ao chỉ nghe được một tiếng kêu thảm. Không biết Long Dương chân nhân đã trúng phải chiêu gì, bay ngược về phía sau, bắn ra ngoài. Diệp Thiếu Dương một bước vọt lên cọc gỗ, rút câu hồn tác quấn lên Long Dương chân nhân, dùng sức kéo mạnh quăng ta xuống đất. Tức khắc có người lao ra đỡ được. Cẩn thận! Không biết là ai đó hét lên một tiếng. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, là Hoàng Y đạo nhân đang lao về phía mình, mũi kiếm nhắm thẳng vào yết hầu, đột nhiên ném mộc kiếm qua một bên, đan tay kết ấn đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tư thế vững vàng kết ấn phản kích, những tiếng bành bạch vang lên. Hai người một hơi đánh ra mấy chục đạo phủ ấn, không phân biệt trên dưới. Diệp Thiếu Dương hiếm khi gặp phải đối thủ, càng đánh càng hăng. Hoàng Y đạo nhân nhún mình thoái lui, cười khẩy: trẻ con dễ dạy, so với sư phụ người năm đó thì lợi hại hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương vốn định truy kích, thấy lão nhắc tới Thanh Vân Tử liền dừng lại hỏi: người biết sư phụ ta sao? Không quen, nhưng chỉ ta mới biết chứng đạo của hắn là cái gì. Trước năm hắn 40 tuổi, tư chất đần độn, nhưng đạo tâm đơn thuần, một ngày bỗng nhiên ngộ đạo, bế tắc được khai thông, tham tưởng đến tận thái ất hỗn nguyên đại đạo. Thật khó tin mà. Quay đầu liếc mắt ngó Trương Vô Sanh, rồi nhìn Diệp Thiếu Dương nói: sư phụ người trước lúc nhập đạo thực lực không được, một chiêu có thể thiên biến vạn hóa, ngược lại so với đám gia hỏa môn nào cũng tinh thông, cao minh hơn nhiều. Đại đạo 3000, ta chỉ lấy một không tham. Đơn giản sự phức tạp đó mới là hỗn nguyên đại đạo. Tiểu tử, ta nói vậy ngươi hiểu chứ? Diệp Thiếu Dương nhất thời không biết nói gì, vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong nội tâm lại đang sinh ra sóng to gió lớn, giống như trong bóng đêm tìm được một chút linh quang. Rõ ràng là hắn đang câu giờ, kéo dài thời gian, chúng ta cùng nhau xông lên giết hắn. Trong đám đông có một người hét lớn, phát động mọi người đồng loạt xông lên. Hoàng Y đạo nhân cười lạnh, bứt tay lui về phía sau, quay lại ở bên giả sơn, tay phải run lên, lôi từ trong tay áo ra một đống thủy phù, tay trái kết ấn nhắm về phía huyết trì, hút lên một chút huyết thủy, tay phải đánh ra linh phù bắn vào huyết quỷ. Trong lúc nhất thời, huyết quang bắn ra bốn phía, linh phù bị huyết quỷ đánh tan, nháy mắt đã tách ra, vừa lúc từng tấm rơi xuống vào trong hũ, phiêu phù phía trên mặt nước trong đó. Hoàng Y đạo nhân tay trái kết ấn, bắt đầu niệm chú ngữ, chớp mắt linh phù bị thiêu đốt, làm cho chiếc hũ dần dần trầm xuống, áp sát mặt nước. Cứ nhiên lại thấy lấy huyết thủy làm nhiên liệu, tạo thành một cột lửa cao tận trời, cực kỳ đồ sộ. Là huyết phù thuật! Trương Vô Sanh hốt hoảng la lên, kinh hãi trong lòng. Diệp Thiếu Dương cũng vô cùng sợ hãi. Huyết phù thuật là một môn đạo thuật tà tu, nghe thì cảm thấy không có gì, nhưng linh phù để dùng để thỉnh tam thanh chi lực đối lập với hết thể tà vật. Linh phù gặp phải huyết ô còn có thể phát huy linh lực cực đại, hoặc là tà khí đã chiến thắng linh lực của linh phù, hoặc là ngược lại. Nói chung mọi việc chỉ diễn ra trong có nháy mắt. Có thể sử dụng huyết ô kích phát linh phù, phát huy uy lực khủng bố, hơn nữa còn đạt đến trạng thái cân bằng, bảo trì uy lực. Đó gọi là huyết phù thuật.
thuật pháp cấm kỵ trong đạo môn, nhưng thực sự rất khó tu luyện. Đương thời xem ra không có mấy người có thể làm được. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Thiếu Dương nhận ra tận mắt mình nhìn thấy huyết phù thuật. Nhưng việc càng chấn động còn ở phía sau. Dưới sự điều khiển của Hoàng Y đạo nhân, huyết phù trong những chiếc hũ chậm chậm di chuyển bên trong huyết thủy, hợp thành hình dạng đặc biệt giống như là một trận pháp. Đây là thập tam hung tinh trận, Diệp Thiếu Dương nói. Thập tam hung tinh chính là tam lang tinh, bạch hổ tinh, tử khí tinh, tử phù tinh, vong thần tinh, thập ác tinh, đại họa tinh, ngũ quỷ tinh, huyết quang tinh, tuế sát tinh, trảo tử tinh, bạt ma tinh và thiên ôn tinh. Chương 928, cuộc chiến tối cường, phần 1. Thập tam hung tinh dùng máu tạo thành trận pháp, uy lực rất lớn. Trương Vô Xanh cũng nhìn ra manh mối, kêu Thích Tín Vô tới. Hai người đi đầu lên, từng người dùng pháp khí tấn công. Mọi người thấy hai người họ động thủ, cũng đều phi thân lên phía trước, bao vây 13 hỏa trụ, điên cuồng tấn công. Hoàng Y đạo nhân cười lạnh, tự mình nhảy lên miệng hũ ở giữa mắt trận, không ngừng vẽ phù làm phép, hút càng nhiều huyết thủy cung cấp tà khí cho hỏa trụ thiêu đốt. Hỏa trụ bùng cháy bất diệt, hình thành một thế giới, một kết giới cực kỳ cường đại, cũng không phản công, chặt chẽ bao vây mọi người. Con mẹ nó, lão đạo sĩ này là trâu bò à? Một mình quánh cả đống người mà. Tiểu Mã nhìn đám pháp sư đang không ngừng lao vào vòng lửa, rồi không ngừng bị đánh văng trở ra, đúng là mở rộng tầm mắt. Có thể làm ra thập tam hung tinh trận cường đại như vậy, đích thực là rất lợi hại. Bất quá, không phải là hắn một mình đánh nhiều người, mà là hắn lợi dụng tà khí của bao nhiêu sinh linh đã chết trong huyết trì để chống cự lại. Họ hồn phách đều bị chuyển hóa thành huyết ô chi khí, so về số lượng thì cực kỳ chính, chúng ta mới ở thế bất lợi. Nếu như có công kích riêng lẻ, tác dụng không lớn. Trương Vô Xanh lúc này cũng nhận ra điểm này, nhìn Hoàng Y đạo nhân đứng ở trên giả sơn. Giữa cái huyết chỉ kia, 8 phần là yêu tinh thạch, cửu vĩ thiên hồ đang bị phong ấn ở trong đó. Chúng ta vây nó lại, sử dụng pháp khí bày thành đại trận, sau đó chọn ra một số người có pháp lực cao cường, lợi dụng uy lực của trận pháp, một đòn phá mở phong ấn. Mọi người tỏ vẻ tán đồng, sau đó nhanh chóng chọn ra hai đại pháp sư phá trận. Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên, thứ nhất, hai người đều có pháp lực siêu quần, là người xuất sắc nhất trong số các pháp sư trẻ tuổi cùng thế hệ. Thứ hai, mọi người cũng muốn bọn họ thành toàn ước đấu, chọn ra đệ nhất đệ tử dưới pháp thuật. Hai người đương nhiên là không có ý kiến gì cả. Thích Tín Vô sư huynh, Định Trần sư muội, hôm nay đạo Phật hai nhà đều có người ở đây, chúng ta cứ chia nhau bày trận, sau đó hợp thành thủy lục long hoa đạo tràng, đợi đến lúc đó thì sợ gì không phá được thập tam hung tinh trận này. Đề nghị của Trương Vô Xanh được cả hai người tán đồng. Vì vậy mọi người phân công, mỗi môn hạ cử ra một người lợi hại nhất đi vào để tham gia bày trận. Những người còn lại đứng một bên hộ pháp, đề phòng Hoàng Y đạo nhân còn có đồng bọn tập kích bất ngờ. Người đi đi, Diệp Thiếu Dương nói xong rồi giao Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ cho Tô Khâm Trương. Từ lúc nhập trận đến giờ, Tô Khâm Trương vẫn luôn ở bên cạnh hắn, cùng nhau đối địch. Tình thế khẩn trương lúc này cũng không có nhiều lời. Một lát nữa mình còn phải dùng đến Thất Tinh Long Tuyển Kiếm cùng Thái Ất Phất Trần phá trận, đương nhiên không thể giao cho hắn. Hơn nữa các môn phái đều có nhiều người thi triển pháp khí như vậy, bớt một cái của Mao Sơn cũng đâu có làm sao. Lấy ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ đã là không tồi rồi. Diệp Thiếu Dương truyền lại cho Tô Khâm Trương chú ngữ điều khiển Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ. Sau khi Tô Khâm Trương đọc thuộc, liền tham gia bảy trận. Vì Ngũ Đại Sơn không có người tới, Tứ Bảo coi như đại diện lấy ra Tiên Hạc Linh Đăng đi qua đó. Lão Quách phát huy sở trường bách sự thông của mình, chỉ vào đám người đang bày trận, giới thiệu đám người với Diệp Thiếu Dương. Những pháp khí lúc trước đã giới thiệu qua, ta không nói lại. Lần này Thích Tín Vô không sử dụng Cửu Long Thần Hỏa Cháo, mà là một pháp khí khác, là Cửu Hoa Hương Lô. Tiểu tử bên kia, Chu Vĩ, đúng rồi, là Chu Vĩ, là tộc gia đệ tử của Tung Sơn Thiếu Lâm. Thứ hắn lấy chính là Đạt Ma Thiền Trượng.
Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Tùng Sơn Thiếu Lâm cũng là đại phái, tiểu tử này cũng lắm chỉ có 18-19, chẳng lẽ là thiên phú tốt như vậy lại là đệ nhất đệ tử? Làm gì có chuyện đó. Đệ nhất đệ tử Thiếu Lâm tên là Phạm Dũng, tu luyện chính là bế khẩu thiền, không tiện niệm chú làm phép cho nên không tới. Tên Chu Vĩ này là người xuất sắc nhất trong đám đệ tử Tục gia. Tiểu Mã lẩm bẩm. Phương trượng Thiếu Lâm chẳng phải là cái ông thích dung tinh gì gì, vợ con một đống lồ lồ, lại còn tu luyện pháp thuật cái mẹ gì. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh. Thiếu Lâm kia tính là gì, biểu diễn tạp kỹ, làm trò cho khách mua vui thôi. Tùng Sơn Thất Phong ẩn tàng không ít tăng nhân thanh tu, đó mới là Thiếu Lâm tông môn chân chính. Chu Vĩ tay cầm Đạt Ma thiền trượng gia nhập trận pháp Phật môn. Diệp Thiếu Dương nhìn qua thiền trượng kia, cửu hoàn hướng thiên, tỏa ra kim sắc tường quang, không hổ là chí bảo Phật môn. Thiên Đại Sơn Lưu Ly Kiện cũng là đệ tử đời thứ ba, thứ hắn đang cầm là Đại Nhật Mộc Ngư, tiểu tử bên cạnh là Cảnh Thành Húc, đệ tử Phạn Tịnh Sơn, trong tay hắn chính là Thập Nhị Kim Cương Bàn. Sau đó giới thiệu bên đạo gia, Viên Giang của Nhạn Đăng Sơn cầm Thiên Bồng Thước, Hạ Nghiêu Cương về của Tề Vân Sơn cầm Càn Khôn Thủ Lô, Phùng Thành Vĩ của Trung Nam Sơn cầm Chuẩn Đề Bảo Thổ. Những người còn lại Lão Quách đã giới thiệu trước đó cho nên không nói lại. Hai nhóm đạo sĩ hòa thượng dưới sự an bài của Trương Vô Sanh cùng Thích Tín Vô, từng người một nắm lấy pháp khí ở trong tay, vây quanh huyết trì thành hai hàng, bắt đầu bày trận. Đạo gia bảy bố chính là Nhị Thập Bát Tinh Túc Đại Trận, mỗi người đạp chân lên bốn tinh vị, chỉ cần bảy người. Phật gia bài bố chính là Thiên Tiên Bồ Đề Đại Trận, cần có 8 người vị trí hợp với nhau thành Bát Bộ Thiên Long. Những người còn lại cầm pháp khí vây quanh thành một vòng ở bên trên hộ pháp. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua một lượt liền minh bạch, hai trận pháp này đều không có dựa vào nhân số mà mượn dùng sức của pháp khí. Tiếp đó dung hòa hai đại trận hình thành Thủy Lục Thiên Hợp Đạo Tràng, một đòn phá tan cấm chế của Thập Tam Hùng Tinh Trận chắc chắn là không có vấn đề. Diệp Thiếu Dương lấy di động nhìn thời gian, cả một ngày lăn lộn mệt nhọc, dĩ nhiên đã 2 giờ sáng. Tính toán một chút, mùa hè ngày dài đêm ngắn, muộn nhất là 5 giờ, trời sẽ sáng sớm. Nói cách khác, bọn họ chỉ còn khoảng 3 giờ đồng hồ để ngăn cản Cửu Vĩ Thiên Hồ xuất thế. Hơn 3 tiếng, nếu như mọi chuyện thuận lợi thì cũng đủ. Chỉ có điều hồ mẫu kia còn cả Tôn Ánh Nguyệt và Tôn Ánh Kiều, hai người ở đâu? Hoàng Y Đạo Nhân đứng trên giả sơn nhìn mọi người bận rộn bày trận, thái độ thản nhiên, xem ra hoàn toàn không có sợ, mở to mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương, lai lịch của người ngày trước mặt còn vẫn không biết, đúng là ngu ngốc mà. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được trong lời nói có châm ý, châm ngòi ly gián, thuận miệng đáp: có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Hoàng Y Đạo Nhân dùng đào mộc kiếm chỉ thẳng mặt của Lăng Vũ Hiên: người hỏi hắn xem, quỷ phó của ngươi đã đi đâu mất rồi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe lời này thì lập tức máu nóng sôi lên, trừng mắt quay sang nhìn Lăng Vũ Hiên: quả nhiên là ngươi. Ở phía sau, đám Tiểu Thanh Tiểu Bạch cũng chấn kinh, lập tức vọt tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, khí tức trên người bùng nổ, sẵn sàng tư thế chuẩn bị công kích. Lăng Vũ Hiên cười cười không nói, Liễu Như Như lạnh lùng đáp: đối mặt với kẻ thù, Diệp Thiên Sư lại đi tin mấy lời của địch nhân, muốn chúng ta nội chiến sao? Nếu người thật dám làm như vậy, Côn Luân Phổ Đà hai phái chúng ta sẽ không có sợ người đâu. Ngô Hiểu Tầm hừ một tiếng: đừng có kéo Phổ Đà xuống nước, đã nói rồi, đây là chuyện giữa hai người bọn họ, quan hệ gì đến môn phái. Định Trần Sư Thái đang làm phép, thấy có tranh luận cũng không quay đầu lại mà nói: môn hạ đệ tử tập trung hộ pháp cho ta, đừng quản chuyện khác. Mấy đệ tử Phổ Đà Sơn nghe vậy liền đi đến bên cạnh Định Trần Sư Thái, mắt hướng thẳng. Đột nhiên một trận dị động vang lên từ bên ngoài trận pháp, hai thân ảnh vọt tới chính là Qua Qua cùng với Mỹ Hoa. Bản nãy hai cô được phái đi tìm Tuyết Kỳ, đến bây giờ mới quay lại, trên vai Quả Cam còn có một người. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống. Lão đại, hồn phách Tuyết Kỳ không còn nữa, bị người ta bắt đi rồi.
Qua Qua vừa thấy hắn đã hét lên. Cái gì? Diệp Thiếu Dương bước nhanh qua, một tay đỡ Tuyết Kỳ từ trên vai Quả Cam, ngón tay chế trụ mệnh môn, phóng thích cương khí cảm nhận một lát, nội tâm chấn động, không phải là hoàn toàn bị thu hồn. Đột ngột quay đầu, ánh mắt bắn ra tia sắc lạnh nhìn chằm chằm Lăng Vũ Hiên, hai tay siết chặt nắm đấm, run lên nhẹ nhẹ. Tuyết Kỳ đâu? Liễu Như Như đáp. Người thật là kỳ quái, quỷ phó của ngươi mất tích, liên quan gì chúng ta? Người có gì minh chứng là do chúng ta làm? Ở phía sau Lăng Vũ Hiên, đám đệ tử Côn Luân Sơn đang tụ lại, còn có mấy tên tiểu đệ môn phái khác dần dần hình thành thế giằng co với nhóm của Diệp Thiếu Dương. Lăng Vũ Hiên nhìn Diệp Thiếu Dương chậm rãi mở miệng, thản nhiên. Tên đạo sĩ xảo trá này đã vu oan cho ta. Ta không muốn giải thích nhiều. Diệp sư huynh tin lời ly gián của kẻ địch, ra tay với ta, ta cũng không biết nói gì, giơ tay chịu trói là được rồi. Hoàng Y đạo nhân nghe vậy thì ngồi kia đó mà cười ha ha. Tiểu tử, ngươi vào sai môn phái rồi. Đạo môn thiên hạ dù không ít hạ người ăn không ngồi rồi, ăn không nói có, nhưng ít ra chúng còn có một chút sĩ diện. Loại người như ngươi đến mặt mũi cũng không cần. Đúng ra là phải gia nhập tà phái mới phát huy hết được sở trường. Lăng Vũ Hiên nghe vậy sắc mặt tím lại, còn muốn bật lại vài câu, thấy Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt, biểu tình âm lãnh. Liễu Như Như tiến lên, đứng che trước mặt Lăng Vũ Hiên hét to. Diệp Thiếu Dương, đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi lại tin lời ly gián của kẻ thù, tới đây gây sự với chúng ta, ta thấy ngươi quả thật là điên rồi. Diệp Thiếu Dương xông tới trước mặt cô ta lạnh lùng nói. Tránh ra. Liễu Như Như đáp. Ta không tránh, ngươi dám động thủ với ta sao? Ngẩng đầu thấy mấy người phía sau Diệp Thiếu Dương đang lăm lăm vũ khí, còn cả đám yêu phó quỷ phó, lạnh lùng nói. Diệp Thiếu Dương, người thân là thiên sư, ngang nhiên nuôi dưỡng nhiều quỷ yêu như vậy, thậm chí cả quỷ hồn hạ đẳng ở dưới quỷ vực cũng thu nạp. Rốt cuộc người là pháp sư bắt quỷ hay là dưỡng quỷ hả? Một bàn tay bất chợt vung lên, là Tiểu Bạch xuất thủ. Còn tiện nhân này. Liễu Như Như đang dồn sự chú ý vào Diệp Thiếu Dương. Tiểu Bạch là xà yêu ngàn năm, tu vi thâm hậu, ra tay tốc độ cực nhanh. Đến khi Liễu Như Như hồi phục tinh thần thì bàn tay của Tiểu Bạch đã áp gần sát mặt cô ta. Lăng Vũ Hiền phản ứng cực nhanh, đánh ra một đạo linh phù hòng chặn lại tay của Tiểu Bạch. Nhưng giữa chừng bất ngờ bị một đường kiếm cắt ngang, phân thành hai mảnh, vô lực rơi xuống. Bốp một tiếng, bàn tay của Tiểu Bạch nằm gọn trên mặt của Liễu Như Như. Liễu Như Như ôm mặt, vừa xấu hổ vừa giận dữ nhìn Tiểu Bạch, trong lúc nhất thời còn chưa hết kinh ngạc. Tiện nhân, cẩu nam nữ, mau trả Tuyết Kỳ muội muội lại cho ta. Tiểu Bạch mắng to, Lăng Vũ Hiền tức giận không thôi lao vọt lên, nhưng không nhằm vào Tiểu Bạch mà sửng sốt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Vừa rồi chính cô đã chém một kiếm, cắt linh phủ thành hai mảnh, mất đi linh lực, khiến Liễu Như Như bị ăn một tát. Liễu Như Như khóc giống lên, chỉ thẳng mặt Nhuế Lễ Ngọc lớn tiếng. Nhuế Lễ Ngọc, người cũng là con tiện nhân, ta coi người là bằng hữu, người lại thông đồng với loại rác rưởi như Diệp Thiếu Dương, tự mình tâm can trụy lạc. Định liều mạng xông lên, nhưng thấy phía sau Diệp Thiếu Dương đông người như vậy, trong lúc nhất thời không dám manh động, đành quay sang mắng chửi Nhuế Lễ Ngọc. Nhuế Lễ Ngọc căn bản không để ý cô ta, nhìn Lăng Vũ Hiên lạnh lùng. Giao Tuyết Kỳ ra đây. Lăng Vũ Hiên hừ một tiếng, nhưng cũng không nhìn, hướng Diệp Thiếu Dương. Sự việc vẫn chưa rõ ràng, người dùng túng yêu phó ra tay đả thương người. Diệp Thiên sư huynh, ta muốn người giải thích. Ta sẽ cho người một lời giải thích. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, keng một tiếng, rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, đối mặt với Lăng Vũ Hiên. Ta chỉ nói một lần, giao Tuyết Kỳ ra đây. Sắc mặt của Lăng Vũ Hiên trầm xuống. Người cho rằng các người đông người thì ta sợ à? Không cần nhiều người, một mình ta cũng có thể giết người. Diệp Thiếu Dương nhìn đám đệ tử Côn Luân, vẻ mặt bất thiện, ý muốn xuất thủ ở đằng sau. Lăng Vũ Hiên lạnh lùng nói, chuyện xảy ra hôm nay không liên quan đến các người. Ta không khuyên các người cút đi, nhưng chỉ cần các người tham chiến thì ai cũng không sống được, một người cũng không thoát. Đám đệ tử Côn Luân bao gồm cả những pháp sư đang vây quanh trận pháp, nghe được lời này đều không khỏi cảm thấy lạnh người. Thời khắc này, biểu hiện của Diệp Thiếu Dương thực lạnh lùng tàn khốc, hoàn toàn khác hẳn con người thường ngày. Giống như là hai người khác nhau. Từ trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn, bọn họ cảm nhận được một thứ,
thì ra trên cơ thể con người thật sự có một cái loại sát khí này tồn tại. Diệp Thiếu Dương, trước mặt các vị tông sư, ngươi dám ngang nhiên mạnh mồm mà. Một tên tiểu đệ của Lăng Vũ Huyên nấp ở phía sau lẩm bẩm. Chẳng lẽ các ngươi coi các bậc tiền bối không tồn tại à? Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không thèm để ý, lại tiến lên phía trước một bước. Long Dương chân nhân vội vàng xông tới đứng chắn ở giữa. Mấy vị tông sư đều đang làm phép, không thể gián đoạn. Trong số những người còn lại, ông ta có bối phận cao nhất. Vì thế chỉ có ông ta mới có thể ra mặt hòa giải. Diệp Thiên Sư, phong ấn yêu vương ở ngay trước mắt, phải lấy đại cục làm trọng. Nếu hắn thực sự bắt quỷ phó của ngươi lại đi không được, xong việc, mấy đại tông sư sẽ giúp ngươi làm chủ, tuyệt đối sẽ bắt hắn thả người. Diệp Thiếu Dương liếc ông ta, nếu hắn không thì chịu thả thì sao? Long Dương chân nhân giật mình, đến lúc đó người tìm hắn tính sổ chưa muộn, chúng ta tuyệt đối không có ngăn cản. Diệp Thiếu Dương chưa kịp mở miệng, Liễu Như Như đã bất mãn làm ầm lên. Không ngờ Long Hồ Sơn với Mao Sơn đều đen tối như nhau, sao Long Dương chân nhân lại dám khẳng định là bọn ta bắt quỷ phó của hắn? Có chứng cứ gì? Long Dương chân nhân quét mắt liếc cô ả, có chút phẫn nộ. Người nói không bắt thì không bắt à? Ta nói rồi, nếu ngươi không phục ta hòa giải, ta cũng rảnh mà quản cái rắc rối vào người. Các ngươi cứ đánh là được. Dứt lời, liền xoay người trở lại bên cạnh Trương Vô Xanh, không quay đầu lại. Đệ tử mấy môn phái còn lại thấy Long Hồ Sơn đã mặc kệ, đương nhiên cũng chẳng ai muốn dính vào. Cả đám tránh thật xa, chờ xem náo nhiệt. Do Định Trần Sư Thái có thân phận đặc biệt, không thể không lên tiếng khuyên can. Diệp Sư Điệt, ngươi yên tâm, quỷ phó của ngươi là vì cứu người mà mất tích. Người khác không nói, nhưng Bẩn Ni nhất định chủ trì công đạo cho ngươi. Chỉ là trước mắt đối mặt cường địch, nếu như các ngươi đấu nhau, chúng ta chắc chắn sẽ bại. Vậy xin Diệp Sư Điệt nhẫn lại một chút, sau khi phong ấn yêu vương, Bẩn Ni làm chủ cho ngươi. Liễu Như Như nghe vậy thì bất mãn. Sư thúc, tại sao người lại nói giúp người ngoài như vậy? Câm mồm! Định Trần Sư Thái quát lớn một tiếng lạnh lùng. Người không bắt quỷ phó của hắn thì còn được, nếu như có liên quan, ta nhất định không tha cho ngươi. Lời này nói ra vô cùng thành khẩn. Diệp Thiếu Dương trong lòng bội phục, hướng Định Trần Sư Thái chắp tay. Đà tạ Sư Thái. Chỉ có điều nếu như không thấy Tuyết Kỳ, tại hạ không còn tâm tư nào mà phong ấn yêu vương. Hơn nữa, muốn ta kể vai tác chiến với loại người này, xem chừng là bị hắn đâm một dao sau lưng lúc nào cũng không biết. Chỉ khi tìm được Tuyết Kỳ ta mới yên tâm. Định Trần Sư Thái nhìn hắn thở dài. Chỉ giỏi nói mà lại không làm. Một âm thanh phảng phất từ nơi xa truyền lại, tất cả mọi người cả kinh. Quay đầu lại nhìn, một đạo thanh quang từ nơi xa phóng tới, đánh thẳng vào trên mặt của Lăng Vũ Hiên. Hết chương 929, hết tập 122. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.